Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xe Buýt. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Sau một tuần kể từ khi nổ ra scandal trốn thuế, bị phạt tiền bạc triệu thì Đặng Luân đã có động thái đầu tiên. Nhiều khả năng sẽ trở lại với màn ảnh thân thương. Trên các nền tảng phim, netizen để ý cái tên Đặng Luân đã chính thức trở lại, không còn bị xóa sổ như trước nữa. Giờ đây hương mặt tựa khói xương, nghìn lẻ một đêm, đều đã có nam chính trở lại. Trước thông tin tên của Đặng Luân trở lại với các dự án phim, khán giả lại có phản ứng khá tích cực. Không ít netizen cảm thấy vui mừng vì Đặng Luân có dấu hiệu tái xuất, chứ không hoàn toàn mất tất cả, bị phong sát. Trước đó còn có thông tin scandal lần này của Đặng Luân là một thuyết âm mưu vì phải đến tận buổi tối trước khi scandal nổ ra, Đặng Luân mới biết những vấn đề thuế của mình. Chính sự tắc trách của phòng làm việc đã đẩy ngôi sao sinh năm 1992 vào bước đường cùng, rớt đài chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Netizen Việt để lại bình luận như sau. Có thể sẽ không rực rỡ nữa nhưng vẫn muốn xem phim Đặng Luân đóng. Quả nhiên có bối cảnh nó khác. Phượng Hoàng niết bàn rồi. Ôi thế sao Phạm Băng Băng lại không được trở lại nhỉ? Khá thích Đặng Luân nên mong anh mau trở lại. Trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Đặng Luân sẽ trở lại làm việc, đóng phim như bình thường trong tương lai gần. Việc có tên trở lại trong các sản phẩm phim lại là một ưu ái lớn so với đồng nghiệp từng bay màu trước đó như Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Trịnh Sảng. Mặt khác, người hâm mộ của dự án phim Dã Lữ Nhân hay thậm chí Vũ Trụ Cung Đấu như Ý Chuyện đã có thể nhẹ nhõm một chút vì nam diễn viên không hoàn toàn bị cấm cửa hoạt động. Trước đó vào ngày 18 tháng 3, trang tin tức 163 đã đăng tải một bài viết về những bí mật đằng sau việc trốn thuế suốt một thời gian dài của nam diễn viên Đặng Luân. Cụ thể, bài viết cho biết, thực chất nam thần hương mật tựa khói xương, không hề biết bản thân chưa đóng đủ thuế. Bởi lẽ việc đóng thuế thu nhập cá nhân của anh là do phòng tài vụ và đoàn đội nam diễn viên phụ trách. Tuy nhiên, phòng tài vụ của Đặng Luân được ví như con dao hai lưỡi với kiến thức tài chính hạn hẹp nên đã để lại lỗ hổng lớn trong quá trình nộp thuế. Tận đến khi cục thuế điều tra ra và gửi thông báo cảnh cáo, nhân viên tài vụ vì sợ tội nên cố tình giấu văn bản thúc giục đó đi mà không hề báo lại cho Đặng Luân. Kết quả của sự việc này là cục quản lý thuế quy cho Đặng Luân tội danh, nhắc nhở nhiều lần nhưng không sửa đổi. Sau đó trực tiếp ra thông cáo cho công chúng. Theo những nguồn tin chia sẻ, nam diễn viên sinh ra trong gia đình có gia giáo và kinh tế khá giả, cuộc sống vốn dĩ không hề thiếu thốn. Hơn thế, người trong ngành đều biết trốn thuế sẽ đi tong sự nghiệp. Nam diễn viên sao có thể cố tình chống đối sau tận 3 lần bị cảnh cáo. Ngày 15 tháng 3, trang Weibo chính thức của Tân Hoa Xã đã đăng tải thông báo phát hiện hành vi trốn thuế của Đặng Luân, đồng thời bắt nam diễn viên phải nộp phạt số tiền lên tới gần 400 tỷ đồng. Tuy nam diễn viên vẫn rất hợp tác với các cơ quan điều tra và cũng thực hiện nộp phạt đầy đủ, nhưng vẫn nhận về vô số chỉ trích và gần như bị xóa sổ khỏi showbiz. Chúng mình học showbiz. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn nút biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đồ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!